chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Món quà đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Tổng thống Vladimir Putin. Ngày 20 tháng 6, sau cuộc gặp của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với lãnh đạo Hội hữu nghị Việt-Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga ở Nhà hát lớn, thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin một món quà đầy ý nghĩa, món quà dành tặng người đứng đầu Điện Kremlin là tác phẩm điêu khắc ánh sáng mang tên Nước Nga vĩ đại. Tác phẩm được chạm khắc từ cây bạch dương, loài cây biểu tượng của bản sắc văn hóa đất nước Nga. Tác phẩm Nước Nga vĩ đại nổi bật với hình ảnh một chú ngựa đang hí oai phong dưới tán rừng bạch dương. Hình ảnh chú ngựa thể hiện sức mạnh, lòng kiên định và tinh thần tự do, đồng thời tượng trưng cho sự cao quý và lòng trung thành. Đặc biệt, khi ánh sáng chiếu rọi vào tác phẩm, bóng của rừng bạch dương hòa quyện vào nhau tạo thành hình ảnh ông Putin thời tuổi trẻ, một chàng trai trẻ ngay từ thuở thiếu thời đã mang khát vọng xây dựng một nước Nga vĩ đại. Đặc biệt, khi cây bạch dương được xoay chuyển và ánh sáng chiếu đúng góc độ từ hình ảnh chàng trai trẻ, dần xuất hiện chân dung vị tổng thống vĩ đại của Nga, người đã dành cả cuộc đời để ươm mầm tài năng và xây dựng nước Nga hùng mạnh trên trường quốc tế. Câu chuyện này gợi nhớ đến lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Tác phẩm điêu khắc ánh sáng này là biểu tượng sống động của tình bạn giữa hai nước, hai dân tộc như hình với bóng, đã luôn gắn bó, cùng nhau phát triển. Món quà này thể hiện sự tôn trọng và khát vọng thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp, minh chứng cho sự giao lưu văn hóa và tình bạn bền vững giữa hai quốc gia Việt Nam và Nga. Được biết, người tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng đặc sắc này là nghệ nhân Bùi Văn Tự, sinh năm 1992 Ninh Bình, người đã mở ra một con đường sáng tạo độc đáo và đầy thử thách, điêu khắc ánh sáng. Đây là một trong những trường phái nghệ thuật mà chủ thể chính không phải là hình khối của vật thể trước mắt người xem, mà chính là bóng của chúng dưới ánh sáng mới là điểm nhấn tạo nên tác phẩm. Tổng thống Vladimir Putin rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tối 20 tháng 6 đã lên chuyên cơ rời sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Cụ thể, tối 20 tháng 6, sau khi dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã di chuyển ra sân bay quốc tế Nội Bài, lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiễn đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Tham gia tiễn đoàn còn có các ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bedeko. Trong khoảng 20 giờ đồng hồ tại Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn cấp cao Liên bang Nga đã có lịch làm việc dày đặc với nhiều hoạt động quan trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong các cuộc hội đàm và hội kiến, lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng, nhất trí về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tạo xung lực thúc đẩy hợp tác song phương trên toàn diện các lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam, Nga, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam từng tốt nghiệp tại các trường đại học của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay. Tổng thống Vladimir Putin đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp này, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam, Nga thông qua tuyên bố chung. Chiều ngày 20 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch, ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện hợp tác đã ký kết dịp này. Trước đó, ngay sau lễ đón,
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sau khi kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm. Phát biểu tại buổi họp báo, thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ, chí tình của nhân dân Nga trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Trong quá trình triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam nhất quán coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Thông báo về cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch nước vui mừng cho biết hai bên đã thông qua tuyên bố chung nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Các bộ ngành, cơ quan hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, tư pháp, thể dục thể thao nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy mạnh hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả. Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy, Chủ tịch nước khẳng định hai bên đã nhất trí các định hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, thống nhất tăng cường quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau dựa trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc về luật pháp quốc tế, không liên minh, thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có hành động phương hại đến độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích cơ bản của nhau, không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh tin cậy chính trị thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhất, thúc đẩy các cơ chế hợp pháp của các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, các bộ ngành, địa phương. Đánh giá hợp tác kinh tế là lĩnh vực trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Chủ tịch nước cho biết hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, sớm đàm phán nâng cao Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do tác động không thuận của kinh tế thế giới nhằm đẩy mạnh thương mại, đầu tư, ủng hộ, tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án then chốt trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp của hai nước, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Bên cạnh đó, hai bên đã thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống. Theo Chủ tịch nước, hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giao thông vận tải, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, dạy nghề lao động, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hợp tác văn hóa nghệ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ, nhất là tạo điều kiện thuận lợi về điều kiện đi lại của nhân dân hai nước nhằm tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ổn định, làm cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên ủng hộ xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế dân chủ, công bằng, minh bạch dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, bao gồm không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mới, mở rộng, bao trùm, minh bạch, công khai
mà không phân biệt đối xử dựa trên nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, ủng hộ một cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương bình đẳng, không chia tách, minh bạch với vai trò trung tâm của ASEAN dựa trên luật pháp quốc tế, thúc đẩy liên kết kinh tế, bao gồm cả trong khuôn khổ APEC, G20, ASEAN và Hợp tác Kinh tế Á-Âu. Hoan nghênh Nga tăng cường hợp tác với tiểu vùng Mekong, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực trên thế giới. Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ và bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với hiến chương của Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS năm 1982. Ủng hộ thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, sớm đàm phán, tiến tới một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.